Hello, kính thưa tất cả quý vị. Như vậy là mấy anh em chúng tôi đã phát quà ở trong cái bảng gì của xã Thanh Bình nha. Đã xong rồi, bây giờ anh em chúng tôi sẽ đi ra. Đó. Đó, sẽ đi ra ngoài thị xã Sapa lại nha. Đó thì hiện tại thì trên xe chúng tôi còn khoảng mấy triệu tiền kẹo á. Đó thì chúng tôi sẽ đi dọc đường và sẽ phát cho mấy em bé dọc đường ha. Đó, và chương trình thì ngày mai thì anh em sẽ tiếp tục làm ở Sapa một ngày và có thể chạy lên Mèo Vạc, Hà Giang một ngày nữa nha quý vị. Rồi sau đó anh em chúng tôi sẽ về Hà Nội. Rồi ok. Đây nha. Từ từ để cho kẹo con nha. Cái này hai đứa nhỏ nè. Anh lấy kẹo hai đứa nhỏ. Đây ơi, không được xách tay em xuống lên nó bị sái tay đấy. Vâng ạ. Đây, kêu đây. Đây nha. Bịch nữa nè con. Chưa, bé chưa. Rồi đủ rồi. Đây đấy, còn kia. Đâu? À, bé bự nữa hả? Chú cho kẹo nè. Ê. Có chưa? Rồi. Ba đứa rớt kìa con, ba đứa ba bịch. Đi sát vô, trời ơi, đứng ở đó nguy hiểm quá vậy con. Con ơi, ra một gói được kìa, sao đứng ở trên leo trời. Không được đứng ở trên đây nhá, tụi em nguy hiểm lắm nhá. Chân nó đỏ hết rồi. Vâng ạ. Thì cắt chân đấy. Vâng. Không thấy nó lạnh, nó còn nhìn nó nước hết kìa. Mấy tuổi rồi mà có con vậy? Đây là 2 tuổi. Đây là cháu ạ. Cháu hả? Vâng. Cháu chứ không phải con. Anh tưởng là con của em. Không ạ, em mới học lớp 8. Kêu mấy đứa kia luôn. Kêu hai đứa kia, hai bé kia luôn không? Kêu hai bạn kia luôn. Làm gì đâu. Cắt chú ạ. Cho bạn hơi đi nhá. Nhớ cố gắng không nhá. Ở đâu vậy? Ở đây. Ở đây nè. Con cháu xin chú ạ. Rồi. Cháu xin chú ạ. Học lớp mấy rồi? Cháu xin chú ạ. Cháu không học. Học lớp mấy? Sao còn con nè. Đây, đây con luôn. Còn thiếu mấy bạn nữa. Đây. Còn ai chưa có? Còn ai chưa có không? Đây có con một bạn nữa. Một bạn chưa có chưa? Bạn một có chưa? Còn một con một bạn nữa. Đây đây. À có rồi, đủ rồi. Đủ chưa? Rồi. Này, cái xe lùa đi đâu rồi đó? Chắc nó đi học á, nó đi vừa đi học vừa đi làm không quý vị. Đi làm để tăng gia sản xuất. Hai đứa mà. Hai đứa nhỏ kia nó mới mấy tháng. Rồi có hai gói. Anh em. Được gì ăn? Có bánh xốp trong mà. Đấy ơi. Cho kẹo nè. Bé rồi bên đây con, bên đây đó rồi hả? Rồi ok. Quá trời luôn. Hạ xe xuống xe luôn. Đừng có thoại em. Ôi tôi. Rồi hello, chào mấy con, lại để nhận kẹo nè, lại cho kẹo nè. Quá trời luôn. Đứng xếp hàng vô, đứng xếp hàng vô. Xếp hàng vào, xếp hàng vào. Xếp hàng vô nha. Xin chào quý vị. Xếp hàng vào. Xếp hàng vào, xếp hàng vào, xếp hàng vào. Mỗi người 1 mét. Mỗi người 1 mét. Ai về sau, về sau. Rất là vui. Cái cháu khá là chia ra làm 2 hàng kìa. Ai có rồi đi ra. Ai có rồi đi tới luôn, đi tới luôn, đi tới luôn, đi tới luôn. Đó, đi tới nào, đi tới nào, đi tới nào. Cái nơi này tập trung vui chơi của trẻ em hay sao quý vị? Biết khá là đông. Này là lớp học hay gì anh? Lớp học à? Lớp học à? À. Rồi, cảm ơn không? Ừ. Quá trời, quá đất vui. Đây nha bà con. Đó, Sapa Lào Cai. Anh em mình cùng ngang á. Nãy giờ thì mình đã trao quà ở trong bảng sâu kia rồi. Bây giờ mình đang chạy dọc đường á. Bây giờ mình có một cái xe kẹo ở đây. Thì mình gặp mình phát kẹo cho các em. Có nói được tiếng Việt không? Nói được tiếng Kinh. Có ạ? À? Nói được Kinh à? Con mấy tuổi rồi? 11 tuổi hả? 11 tuổi. 11 tuổi con lớn này vậy? Học lớp mấy rồi? Lớp 6. À lớp 6 rồi, tin rồi đó. Đúng rồi. Ê. Ê đi chị có kẹo nào. Đây. Xin ạ. Rồi một bịch cho bé kia nữa. Nha. Rồi. Cháu xin ạ. Này sao? Này, cháu kiểu á. Rồi đây còn em nào nữa? Còn ai? Còn ai chưa có? Đủ chưa? Rồi ok, bye bye. Bye bye. Rồi, mang đôi giày ống đẹp quá ha. Rồi. Kính thưa quý vị, đây là Thanh Nguyên nè. Đó, Tiến Vlog nè, đó. Kênh YouTube Tiến Vlog, Tiến Niu nè. Check in Sài Gòn kìa. Mấy thằng ngựa này nó mặc đồ vô nó sống ảo quý vị. Đồ dữ ha. Dữ ha. Ok. Chụp ốp cho chụp cho nè. Của tôi nó nhảy 3 giây rồi nó mới lấy nha. Đó thì kính thưa quý vị, hiện tại anh em chúng tôi đang có mặt tại một cái cửa hàng cho thuê trang phục Cát Cát Center. À, đây mấy thằng quỷ này nó mặc đồ rồi đây. Thấy không? Rất là đẹp quý vị. Tất cả quý vị nào mà lên Sapa thì chúng ta nhớ ghé ở đây nha. Rồi địa chỉ ở đây là số mấy, điện thoại là số mấy anh? Địa chỉ là mấy? Vâng, cô đọc số điện thoại. 0968 0968 296 296 501 501, đó là số điện thoại. Còn địa chỉ ở đây là số mấy? Địa chỉ đây thì em ở trên bản đây, cái địa chỉ đây như nào? Địa chỉ ở đây là hả? Không địa chỉ ạ, rơi không một số địa chỉ ạ. À. Nhưng ngay đầu bản thì là thấy luôn ạ. À ngay đầu bản. Thì các center ở đầu bản thấy. Đúng rồi, đúng. Các anh chị cứ thăm thú Sapa thì mình có thể vào đây ha. Nó có những cái trang phục rất là đẹp nha quý vị. Đó, đã lên Sapa thì phải mặc đồ này nha. Đó, rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp, very đẹp. Đó, cái này mà chụp hình sống ảo thì thôi luôn. Đó. Đây nha quý vị. Cát Cát Center. Đó, ngay đầu bảng Cát Cát luôn nha. Cho thuê trang phục. Đó, đây là cái cửa hàng của chị Lơ luôn á. Chị Lơ này là chị Lơ là người chủ cái homestay mà ấy các anh em á, lo lắng cho các anh em trong những ngày qua. Thân thể nó lạnh như thế này mà hai nó bay không thấy lạnh, thấy lạnh đúng không? Hơn. À, quên rồi, cái bộ đồ này rất ấm rồi. Đồ này rất là ấm. Đó. Rồi, ok chú nha. Và đúng rồi, những bộ quần áo này rất là đẹp nha cô chú chị và các bạn. Đó là những trang phục truyền thống của người Mông. Bây giờ mình sẽ review cái cổng cho mọi người nha, để mình biết ở đầu cái bảng Cát Cát nha. Các anh chị này mình lên Sapa thì mình ghé đây nha. Cái cổng nè, review cho mọi người cái cổng ha. Đây, đó thấy không? Cát Cát Center. Cả nhà mình ghé nha, đầu bảng Cát Cát nha, rất là đẹp. Đẹp lắm quý vị. Cát Cát Center. Trung tâm cho thuê trang phục. Đi dịnh vô cái hàng rào nè. Rồi, bây giờ Sơn Xàm sẽ review cho tất cả đây một cái cầu kính. Không. Nhìn xuống. Nhìn xuống mới vui. Em sẽ trải nghiệm đi cầu kính nha quý vị. Cảm giác rất giàu mót quý vị. Ô là la. Hả? Chưa hoàn thiện hả? Đó, mình sẽ review cho các bạn nha. Đó, cầu kính nha. Các anh chị thấy không, sương mù. Tôi sợ độ cao mà tôi phải. Thôi, bây giờ đi vô lại. Đi vô lại nha. Hồi hộp quá quý vị. Đó, một cái trải nghiệm một cây. Bác này đứng quay phim không mà. Đi. Anh ta đó. Tháng 10, tháng 9, tháng 8. Thằng này nó đi nó liều nè, thằng này nó liều lắm. Đó là Sơn Xàm TV nha, thằng này nó liều lắm. Nó không sợ. Mình cũng liều lắm nha quý vị. Mình đi mà mình có cái đệm á thì nó sẽ ấy, mà cái cầu này thì đang trong quá trình hoàn thiện xuống. Tôi nói cái cầu này nếu như mà muốn cái độ mà nó căng thẳng mà nó nguy hiểm để mà mình có cái cảm giác mạnh thì cái kiến này nó phải sập. Nó phải thật sự là sập. Còn nếu mà không sập thì nó bình thường. Nó muốn cảm giác mạnh là cái kiến là nó phải sập. Bây giờ là mình đi dọc ra đường nha mọi người. Đó, ngày mai thì dự định anh em chắc có thể đi Mèo Vạc, Hà Giang gì đó. Một số điểm nữa nha quý vị. Đẹp không quý vị? Khô môi hết rồi. Lạnh lắm. Một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời quý vị. La. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với Sơn Xàm cũng như các anh em nha. Rồi mình sẽ cập nhật tất cả những cái tin tức, những cái thước phim, những hình ảnh của nhóm cho tất cả quý vị theo dõi ha. Các anh chị muốn gửi gắm hoặc là muốn gửi quà cho các em quần áo hay bánh kẹo hay gì đó thì vào bất cứ một cái video clip nào của Sơn Xàm đều có cái số điện thoại ở trên cái Zalo này nha. Đó, kết bạn Zalo số này. Đó thì có thể nhắn tin cho Sơn Xàm nha quý vị. Đó. Rồi, như thường lệ cuối video thì Sơn Xàm cũng xin giới thiệu một số sản phẩm của Sơn Xàm ở trong cái Zalo này cho tất cả quý vị chúng ta cùng tham khảo nha. Trong cái Zalo này rất là nhiều sản phẩm của Nhật Bản uy tín chất lượng, hàng Nhật chất lượng Nhật, 100% made in Japan. Đó, đây là hàng của em, kênh YouTube của em chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, không quảng cáo thuê, quảng cáo mướn cho hết nha quý vị. Rồi, thì ở trong này nó có rất là nhiều sản phẩm của Nhật Bản, tuy nhiên mỗi video clip thì Sơn Xàm giới thiệu 2-3 sản phẩm lên đây cho cả nhà mình dễ dàng tham khảo nha. Rồi, đầu tiên em xin giới thiệu cái viên uống viêm xoang. Đây cái thuốc viêm xoang này là Chikunai 224 viên một hộp. Đó, các anh chị là bị những cái bệnh xoang lâu năm này, xoang sàn, xoang mãn tính nha, xoang mà lâu năm không hết nha. Riêng cái sản phẩm viêm xoang này là em bán tự tin nhất. Đó, tất cả những ai mà dùng qua đều khỏi nha quý vị. Đó, một liệu trình 3 hộp là dứt điểm nha quý vị. Rồi, thì cái này 224 viên uống được 1 tháng nha, một liệu trình 3 hộp cực kỳ hiệu quả. Viêm xoang Chikunai em bán 1.750.000, 1.750.000 một hộp. Rồi, tiếp theo là cái dạ dày cô qua. Đó, dạ dày cô qua nha. Các anh chị nào đó bị là trào ngược dạ dày nè, ở nóng, ở chua, đầy hơi, hơi thở có mùi, ăn không tiêu, viêm loét dạ dày các kiểu, thì đây 100% từ lá tía tô nha quý vị, hỗ trợ rất là tốt về dạ dày nha. Đó, rất là đỡ luôn. Hộp này 300 viên. Đó, mỗi ngày mình uống 6 viên. Đó, chia làm 3 lần, mình uống với nước ấm, mình uống trước khi ăn khoảng 30 phút, cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi, em bán 750.000 một hộp dạ dày cô qua. Rồi, tiếp theo là gì? Cái miếng dán thải độc chân. Đó, cái này thì hồi xưa bán chạy lắm nhưng mà thời gian gần đây không có hàng mới nhập về nha quý vị. Rồi, cái miếng dán thải độc chân là gì? Đó, khi cơ thể chúng ta cảm thấy uể oải, mệt mỏi là nó có độc tố trong người nha. Nó có độc tố trong người thì đây, trước khi đi ngủ á, mình ngâm chân mình ở trong cái nước ấm khoảng 10 phút, mình lau cái bàn chân khô đi. Một hộp này nó có 36 miếng ở trong này ha. Đó, 36 miếng thì bắt đầu mình lấy 2 cái miếng mà nó có tẩm dược liệu trong đó, chúng ta đắp vào 2 cái lòng bàn chân, rồi sau đó chúng ta lấy 2 cái băng dính trong này nữa, chúng ta dán lại ở trong cái lòng bàn chân. Rồi để mà nó ok là mình mang thêm đôi vớ vào để khi mình ngủ nó không bị tuột ra. Mình ngủ tới sáng mình lột cái miếng dán ra nó đen thui. Đó, độc tố ở trong cái bàn chân nó hút ra. Và khi sáng mình ngủ dậy thì cơ thể mình, tâm hồn mình, cái tinh thần mình nó sảng khoái, người mình nó nhẹ nhàng. Đó, dùng 1 hộp, 2 hộp, 3 hộp, dùng đến khi nào mà mình gỡ cái miếng dán ra mà nó không còn màu đen nữa, nó hút hết độc tố thì mình ngưng. À, cực kỳ hiệu quả cái miếng dán thải độc nha, miếng dán chân thải độc 950.000 một hộp, 36 miếng, 950.000 nha quý vị. Rồi, tiếp theo là một cái sản phẩm viên uống đau vai gáy EX Plus. Đây, cái này là cực kỳ hiệu quả dành cho các cô chú anh chị nào bị đau vai gáy nha. Đó, sáng ngủ dậy mà cái vai gáy mà nó cứng, nó ngắt mà nó đau dở cái tay, nhìn qua bên đây không được, nhìn qua bên đây không được nè, đau vai gáy nha. Đó, 270 viên, 270 viên viên uống đau vai gáy EX Plus nha, cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi em bán 1.950.000, 1.950.000 nha, 1.950.000 một 270 viên, viên uống đau vai gáy. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu cái sản phẩm DHA EPASQ. Đây là một cái loại hoạt huyết dưỡng não, đó, bổ não nha, dành cho người lớn và trẻ em. Người lớn và trẻ em đều dùng được, phát triển não bộ này, tăng cường oxy lên não này. Đó, và đặc biệt là gì? Bổ não, tăng cường trí nhớ này. Đó, ngủ ngon, ngủ sâu này. Đó, nó cải thiện tất cả vấn đề về thần kinh này. Đó, rối loạn tiền đình các kiểu nha. Bộ não cực kỳ hiệu quả. Rồi cái DHA này 300 viên rồi em bán 330 viên, rồi em bán 3.500.000 luôn, 3.500.000 luôn nha, cực kỳ hiệu quả. Đây là cái hoạt huyết dưỡng não DHA dành cho người lớn và trẻ em đều dùng được, phát triển não bộ và bộ não cực kỳ tốt ha. Rồi, còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này. Đó, các anh chị cứ vào tham khảo nha. Các anh chị ở nước ngoài thì mình có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber. Đó, còn các anh chị trong nước thì mình có thể liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại. Các cô chú anh chị dưới quê thì mình có thể gọi điện trực tiếp cái số này gặp Sơn Xàm, đặt hàng rồi cho địa chỉ và số điện thoại, Sơn Xàm ship hàng gì tới nơi, nhận hàng rồi kiểm tra hàng xong rồi thanh toán cho shipper ha. Đây là hàng của em, kênh YouTube của em không bao giờ bán hàng tầm bậy. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 ha. Đó, đây là hàng của em, kênh của em không bao giờ bán đồ tầm bậy, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, các anh chị cứ yên tâm. Mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi, chúc tất cả quý vị sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Hẹn gặp lại trong video sau. Chào tạm biệt.